Heyo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Mình là Tài Single đây. Thì trong gần đây có nhiều bạn comment vào trong những cái video của Điện Thoại Vui tụi mình là: anh ơi, điện thoại em bị như thế này thì có được Apple bảo hành hay không? Hay là bạn ơi, điện thoại mình vừa bị rớt xuống nước thì có được bảo hành Apple hay không? Thì video hôm nay mình sẽ nói cho các bạn 10 cái trường hợp mà Apple sẽ không nhận bảo hành những cái sản phẩm của bạn. Và trước khi vào video thì các bạn hãy đừng quên nhấn subscribe cho Điện Thoại Vui TV, tại tụi mình sắp được 100.000 sub rồi. Giờ thì vào video thôi. Rồi, cái trường hợp đầu tiên mà Apple không nhận bảo hành những cái sản phẩm của các bạn, đó là các bạn không thể chứng minh được mình là người mua cái món hàng đó bằng cách xuất hóa đơn này hay là những cái bằng chứng liên quan. Giống như là cái trường hợp mà iPhone bị khóa từ xa gần đây, thì khi mà các bạn gọi lên tổng đài của Apple hay là đem đến Apple Store đó, thì nếu các bạn không thể xuất trình được cái hóa đơn mua hàng hay là cái mã trên hóa đơn thì Apple sẽ không nhận bảo hành những cái sản phẩm này. Đó, thì cái đầu tiên là phải có hóa đơn mua hàng cái đã. Cái thứ hai là sẽ về pin. Thì nếu như mà trong quá trình các bạn sử dụng, pin các bạn nó có xuống cấp, ví dụ như chai hao mòn nè, thì Apple sẽ không nhận bảo hành với cái trường hợp này. Ngoại lệ là nếu như điện thoại của các bạn bị phồng pin hoặc là nổ pin khi mà mới mua về hay là như thế nào đó, thì Apple sẽ bảo hành cho các bạn, nhưng phải có hóa đơn. Tiếp theo là cái trường hợp về thẩm mỹ. Thì ví dụ như các bạn làm rớt điện thoại các bạn bị chày, bị xước, hay là như những cái mẫu iPhone 6 lúc trước thì nó bị ghẻ lở hắc lào trên cái điện thoại đó, thì Apple sẽ không nhận bảo hành những cái trường hợp này, vì đây là lỗi do người sử dụng chứ không phải là do Apple. Rồi, cái trường hợp thứ ba đó là bạn không sử dụng sản phẩm chính hãng. Đúng thiệt, nếu như mà các bạn sử dụng những cái sạc hoặc là những cái sợi dây sạc từ những cái hãng không uy tín, không có chứng chỉ MFI, thì trong quá trình sử dụng mà điện thoại các bạn có bị phồng pin nè, hay là nóng, hay là phát nổ, thì Apple sẽ không nhận những cái trường hợp bảo hành như thế này. Các bạn lưu ý. Rồi, cái vấn đề tiếp theo đó là về vào nước. Thì các bạn có hỏi mình cái này rất là nhiều. Thì mình cũng đã nói rồi là iPhone nếu như mà bị rớt vào nước thì Apple sẽ không bảo hành cho các bạn cái vấn đề bị vào nước như thế này. Cho nên là đừng dại gì mà nhúng nước cái điện thoại của các bạn quá lâu nha. Rồi, cái trường hợp thứ bảy là cái trường hợp mà mình thấy nó ít khi xảy ra, tuy nhiên là Apple cũng sẽ không nhận bảo hành, đó là nếu như sản phẩm của các bạn bị mất số series. Thì đúng thiệt là trên những cái sản phẩm của Apple, mỗi sản phẩm đều có một cái số series riêng. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn cố tình xóa số series đó đi hay là như thế nào đó thì Apple sẽ không nhận bảo hành cho cái trường hợp này. Rồi, cái trường hợp thứ 10 đó là bạn không thể xác minh cũng như là mở khóa những cái sản phẩm Apple. Thì ví dụ như là các bạn cài mật khẩu vào trong cái điện thoại này hay là Face ID, mà nếu các bạn không mở được thì cho dù các bạn có đem đến Apple Store có cái giấy mua hàng thì Apple cũng sẽ không nhận cái trường hợp bảo hành này. Thì bắt buộc là các bạn phải mở khóa được cái điện thoại của mình này để cho hãng kiểm tra, rồi xong có giấy bảo hành thì Apple mới nhận bảo hành. Rồi, và đó là một số cái trường hợp mà Apple sẽ không nhận bảo hành những cái sản phẩm của các bạn. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để tụi mình đạt được 100.000 sub sớm nhất nha. Vì tụi mình mà đạt được 100.000 sub thì tụi mình sẽ giveaway rất là nhiều quà. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.